anh chị mình hỏi em là Nguyệt ơi có dòng lan nào mà nó nhiều hoa nè mà hoa nó thơm mà nó đựng bự quá tại vì nhà của chị nó không có nhiều không gian thì có một dòng lan mà ba trong một như vậy thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mình ha đó chính là cây vũ nữ cây hồng lâu mộng các anh chị ha đây anh chị mình thấy đây là một cái chậu hàng phi 14 nha các anh chị mà mình thấy vòi hoa nó ra đủ hướng luôn và đặc biệt anh chị mình thấy một cần hoa của nó nè nó đang phân nhánh rất rất là nhiều hoa luôn một cái vòi như thế này thì tầm khoảng là ba bốn chục bông là rất là bình thường và với một cái chậu tầm khoảng tám chín mười vòi như thế này thì nó tầm khoảng đâu đó cỡ hơn một trăm bông đó các anh chị ha và cái cây hồng lâu mộng này nó có một ưu điểm rất là lớn là hoa của nó cực kỳ thơm luôn sẽ thích hợp cho các anh chị mình chân ở bàn làm việc nè hoặc là bàn tiếp khách nè hoặc là ở những cái không gian nhỏ nhỏ và với cái hương thơm của nó rất là dễ chịu nha hoa có hương thơm ngọt ngào Hiện tại á, cái cây phụ nữ hồng lâu mộng này là những cái sai hoa như vậy là thích hợp cho các anh chị mình chơi hoa từ đây đến tới Noel luôn, thậm chí là nếu như cái những cái vòi nhỏ nhỏ đang nhú như thế này là các anh chị mình vẫn có thể chơi tết được luôn á. Nhiều vòi hoa với nhiều lứa vòi khác nhau thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị mình với mức giá chỉ có 220 000 thôi và em sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Cái dòng phụ nữ hồng lâu mộng này là được trồng bằng À, vỏ thông vụn các anh chị và đã được nhà vườn người ta chăm sóc rất là kỹ lưỡng anh chị mình xem những cái củ của nó nè cực kỳ no tròn luôn và lá rất là bóng mượt nha mặc dù là mang rất là nhiều vòi hoa thì hiện tại á, cái cây này đang mang nhiều vòi thì trong cái đợt này khi anh chị mình đặt hàng vũ nữ hồng lâu mộng á em sẽ tặng thêm cho mình một cái môn hũ uh, super kali đây của uh, của thầy tám các anh chị ha thì cái hũ này ở trong đây nó có thành phần là đạm với lại là kali cao nó sẽ hỗ trợ cho những cái vòi hoa của mình nó được bền màu là thứ nhất là thứ hai nữa những cái nụ nhỏ nhỏ thì nó sẽ nở đồng loạt luôn trong đây nó có kèm theo vi lượng cho các anh chị nữa nên là khi các anh chị mình mình bón cho cái cây vũ nữ của mình là các anh chị mình sẽ kéo dài được cái thời gian mình ngắm hoa thứ hai nữa là nó sẽ nở căng hết vòi những cái nụ nhỏ nhỏ đều nó sẽ nở hết và thứ ba nữa nó sẽ làm cho mùi thơm của nó được lên đậm ha Thì mình chỉ cần pha giúp em là 1 gram trên 1 lít nước Và mình pha, mình phun toàn bộ cây Mình hạn chế là phun trên những cái vòi hoa đang nở như vậy Đó các anh chị mình có thể phun lên lá hoặc là ở bón gốc ha Là được nha các anh chị nha Thì với một chậu như thế này chỉ có 220 ngàn thôi Và em bao phí vận chuyển đồng thời tặng cho mình một hũ super cali